Công ty điện tử Hanh Nguyễn, công ty Audio Hanh Nguyễn xin được trân trọng kính chào đến tất cả các bác, các anh chị, các bạn và các em trên mọi nẻo đường của Tổ quốc Việt Nam thân thương, cũng như kiều bào ở nước ngoài đã quan tâm và ủng hộ kênh của Hanh Nguyễn. Hôm nay một buổi sáng đẹp trời thứ bảy mùa đông ngày 23 tháng 12 năm 2017 thì công ty điện tử Hanh Nguyễn lại tiếp tục được thực hiện một niềm vui, một công việc, đó là test những thiết bị âm thanh hàng đầu Việt Nam đang làm mưa làm gió. Đây là những thiết bị ở phần phân khúc không nhiều tiền nhưng mà cũng đủ để làm cho người khác phải ngước nhìn khi được sở hữu những thiết bị âm thanh này, bởi vì nó cho chất âm hết sức là trong sạch và uy lực. Thì bộ âm thanh các bác muốn hay thì cái điều đầu tiên đó là các bác phải quan tâm bộ ngoài. Bộ ngoài đóng một vai trò hết sức quan trọng, nó có nhiệm vụ là lọc, rồi là xén cắt, rồi là tăng cái uy lực và độ mềm mỏng, mềm dẻo, ngọt ngào của giải tần equalizer. Thì nói về âm thanh thì chúng ta nghĩ ngay về giải tần equalizer, đó là mấu thốt chốt, là cái cơ sở của tất cả các kỹ sư âm thanh học và thẩm âm. Thì người ta sẽ căn cứ vào toàn bộ là giải tần. Còn thiết bị đó thiết kế mẫu mã như thế nào, nội dung nào thì đó là hình thức để trang trí cho vẻ đẹp thẩm mỹ. Còn cái nghiên cứu chính của tất cả các chuyên gia ngành âm học đó là giải tần equalizer. Thì giải tần equalizer nó là chủ đạo trong ngành âm thanh nói chung và của Việt Nam nói riêng. Thì đây là những thiết bị mà anh Nguyễn rất là vui mừng được test lần lượt cho các bác có tên sau. Bác thứ nhất là bác Thái, bác đến từ Bắc Linh. Bác lấy một chiếc vang DBX228XL. Thì bác ấy có hỏi anh Nguyễn cái dòng này có cắt cốt không. Thì báo cáo với bác Thái dòng này là nó cắt được cốt server. Thì đây chính là lỗ cắt cốt server bác nhé. Đấy, thì đây là lỗ này lỗ cắt tần số. Thì khi mà bác đánh sự kiện hoặc đánh ngoài trời thì bác sẽ cắt cho em nó giới hạn lỗ này, nó khoảng tầm 100 ở giữa này, bác vặn rất nhẹ tay kịch một cái thì nó là 150, còn bác lùi một tí thì bác cắt là tần số 100 hoặc hơn 100 hertz một chút thì bao giờ cái tiếng trầm nó cũng uy lực, nó mềm, nó sâu hơn. Còn bác mà cắt cái lỗ này cao quá cho có lời nó không hay. Và lỗ gain này chính là to nhỏ của tiếng bát bác nhá. Còn hai nút sau này tính là chỉnh chép của nhạc và chỉnh bát của nhạc. Còn nó hỗ trợ cả lỗ da bằng hoa sen và ca lông GL giống như lỗ trên này. Đấy. Còn cái vang DBX228XL thì nó có hỗ trợ hai đường vào input, hai đường vào con này. Thì cái dòng này là em đã bán rất nhiều trên thị trường, có chức năng lai số, tức là có reverb và có echo. Thì dòng này là dòng vách điệu của dòng vang cơ. Tăng lên cái độ hay của giọng ca của ca sĩ, nó làm trang trí giọng ca hay hơn. Đó là cái dòng DBX228XL. Và anh Nguyễn tiếp tục vui mừng được tiếp cho bác thứ hai, đó là anh Phụng đến từ Long An. Bác lấy một chiếc lọc DBX2231. Thì báo cáo với bác Phụng này, bác Phụng là một trong những bác đã xem trên kênh YouTube rất nhiều, và bây giờ hiện tại là có rất nhiều các kênh bán. Nhưng em khẳng định các bác, chiếc lọc này là lọc DBX2231 là dòng xịn. Còn trong quá trình bác dùng phát hiện nó không phải hàng xịn, em có thể cho bác từ chối hàng và trả hàng. Đó là khẳng định cam kết từ công ty điện tử Hanh Nguyễn và công ty Audio Hanh Nguyễn. Bởi công ty điện tử Hanh Nguyễn và công ty Audio Hanh Nguyễn là một công ty đã có bề dày trong lĩnh vực hoạt động ngành âm thanh cũng như uy tín chất lượng. Đến giờ là gần 25.000 người đăng ký kênh của Hanh Nguyễn, thì Hanh Nguyễn sẽ không bao giờ cho phép công ty được hoạt động và cung cấp những hàng mà kém chất lượng. Đấy là điều khẳng định. Thì bác Phụng an tâm một điều, công ty Hanh Nguyễn sẽ cam kết bác rằng đó là dòng lọc DBX2231 loại 1. Và tiếp tục, Hanh Nguyễn rất vui mừng được test cho bác Thuận. Bác Thuận là ở Gia Lộc, Hải Dương, thì cùng quê hương yêu dấu với Hanh Nguyễn. Bác lấy một chiếc vang số BOCGX12. Thì em sẽ test cho bác một cái màu đen thể hiện sự quyền lực và cao sang. Thì em sẽ set cho bác 5 chế độ
chế độ nhất là bác hát ca, chế độ 2 hát ca, rồi chế độ nữa là bác nghe nhạc. Em sẽ đẩy tiếng check lên nhiều. Bác chỉ dùng chiếc điều khiển ấn từ M1 đến M6 là có thể thay đổi rõ nét của phần mềm mã số mà được trực tiếp giám đốc Anh Nguyễn sắp. Tiếp theo, Anh Nguyễn sẽ tiếp lần lượt cho bác thứ tư, đó là bác Phước ở Cần Thơ. Bác lấy một chiếc lọc DBX2231. Thì đây là những dòng lọc mà Anh Nguyễn bán rất chạy thị trường và được rất nhiều người đánh giá là hay. Và về cái phần tinh chỉnh chiếc lọc DBX2231 cũng như lọc 231, lọc Bway 231, Anh Nguyễn đã có những bài chia sẻ rất chi tiết, cụ thể trên YouTube. Và clip sớm nhất ngày hôm qua, Anh Nguyễn đã hướng dẫn lại cách tinh chỉnh một chiếc lọc DBX2231, nói rõ chi tiết về giải trần. Thì bác chỉ cần vào YouTube, bác đánh là hướng dẫn tinh chỉnh lọc DBX Anh Nguyễn, thì toàn bộ quá trình cân chỉnh một chiếc lọc DBX sẽ được xuất hiện ngay trước màn hình điện thoại của bác. Bác chỉ bỏ vào thì bác nghe Anh Nguyễn giải thích trong vòng không quá 10 phút thì các bác sẽ làm chủ được một chiếc lọc và sẽ chỉnh được đúng như ý mình. Ngày xưa em làm kênh thì em đã tìm kiếm rất nhiều trên YouTube nhưng mà chưa có một cái bài giảng nào trên YouTube mà hướng dẫn một cách chỉnh lọc chi tiết. Do đó em đã phải quyết tâm nghiên cứu tài liệu cũng như là trải nghiệm. Em đã đưa ra một cấu hình chỉnh chiếc lọc theo một cái công thức cơ bản. Từ đó các bác sẽ có một cái khái niệm cơ bản để phát huy những cái mà cái giải tần mà mình thích nghe. Và trong một cái giải tần bây giờ rất nhiều là cái phần, thì các bác sẽ vào hướng dẫn tinh chỉnh lọc DBX2231 Anh Nguyễn thì lập tức sẽ có những bài giảng rất chi tiết ở trên YouTube. Và các bác dựa vào đó làm nền tảng để phát huy những thế mạnh. Và Anh Nguyễn rất vui mừng được test cho bác thứ 5, đó là bác Quỳnh đến từ Hà Nội. Bác lấy một chiếc Idol iView là trái tim là viên ngọc tỏa sáng trên bầu trời Việt Nam. Thì chiếc Idol một lần nữa đã khẳng định được cái vị trí, vai trò của mình cũng như là sức mạnh của mình trong giới âm thanh cũng như giới karaoke. Nó có nhiệm vụ trang trí toàn bộ các giải tần equalizer một cách sâu sắc nhất, tiếng trống dày lên, tiếng trung thì ngọt ngào, tiếng chiếc thì róc rách nhẹ tan. Thì đó là những thiết bị âm thanh ở phân khúc không cao tiền nhưng có thể là lật ra một trang mới cho ngành âm thanh Việt Nam. Khi biết kết hợp chúng lại với nhau thì sức mạnh của chúng sẽ tỏa sáng ngay lập tức. Em đã đi làm rất nhiều, có những thiết bị rất nhiều tiền, nhiều tiền mức độ mà mình còn khiếp, nhưng mà khi mà để mà ráp với một dàn âm thanh thì không hay lắm. Thì mấy lý do, thứ nhất là chưa biết cân chỉnh, cái thứ hai là các bác bỏ tiền mua thương hiệu quá lớn. Thì đó là những cái mà Anh Nguyễn đã thực tế trải nghiệm. Còn âm thanh thì có hai vấn đề mình quan tâm. Thứ nhất là không cần biết tên là gì, nghĩa là các bác nghe âm thanh là nghe bằng tai, cảm nhận được nó hay. Cái thứ hai là đẹp về hình thức, thì những cái đấy là chúng ta quan tâm. Và giá cả phải hợp lý. Thì công ty của Anh Nguyễn từ khi làm kênh và xuất hiện trên YouTube, Anh Nguyễn đã đưa ra rất nhiều các cấu hình bổ hát cũng như cách tinh chỉnh hệ thống âm thanh. Thì có rất nhiều bác đã điện về cảm ơn cũng như anh em làm sự kiện. Từ khi qua anh thì em đã hiểu. Ngày xưa và chỉnh một chiếc lọc thì em chỉ hiểu lơ mơ 40-60, tức là áng chừng. Từ khi anh làm anh chỉ ra thì em đã phát huy tốt được cái hiệu quả của một chiếc lọc cũng như là tinh chỉnh các hệ thống khi phối hợp với nhau. Thì có những bạn làm âm thanh, anh cũng tâm sự thẳng, còn nói ghép nhiều thiết bị âm thanh là không hay. Thực ra những bạn đấy còn rất yếu về năng lực về thẩm âm, năng lực âm thanh, yếu về năng lực. Anh Nguyễn dám khẳng định là yếu về năng lực âm thanh, cũng có thể là dám nói là không hay. Tất cả thiết bị âm thanh nó là do các kỹ sư âm thanh và âm thanh học, nhà thiết kế, người ta sinh ra đều có tác dụng. Chẳng qua không hay là những con người chưa đủ năng lực để khai thác cũng như phối hợp một cách chi tiết bài bản các âm thanh lại với nhau. Chứ còn âm thanh sinh ra không phải tự dưng người ta sinh ra, mà với việc băng số mà cho người không biết làm thì cái băng số trở lên là vô nghĩa và còn tồi tệ hơn rất nhiều so với băng cơ. Đấy, băng số. Nhưng băng số biết làm thì nó sẽ thực hiện đúng ý đồ của những người chơi nhạc. Em dám khẳng định một lần, bởi nó có nhiệm vụ tinh chỉnh cắt xén toàn bộ giải tần xấu của một hệ thống giải tần ấy, và đưa những cái hệ thống giải tần tốt nhất khi các bác nghe. Thì đó thì phải cũng như các bác hình dung này,
đưa cho bác một cái máy tính. Cái máy tính là rất thông minh, bác chỉ cần cài một hộp hệ điều hành vào và bác có thể thực hiện được tất cả các thiết bị, ví như là điều khiển từ xa, rồi là vẽ cắt chữ, rồi là tạo thiết kế, còn thiết kế rồi đánh máy chữ. Nhưng cho một cái người mà không biết dùng máy tính thì coi như máy tính chỉ là một cục sắt. Thì âm thanh cũng vậy, đối với những anh em là âm thanh mà chưa vững về chuyên môn thì cần nên học hỏi kinh nghiệm và xem để khi phối hợp âm thanh lại với nhau nó hay nhất. Thì còn có một số anh em làm âm thanh vào Hành Nguyễn bình luận là ý là không hay, nhiều thiết bị tốn tiền, thì những người đấy cần phải vào kênh của Hành Nguyễn học thêm, mà cần thì điện thoại Hành Nguyễn sẽ chỉ dẫn cho cách phối hợp và cách cân chỉnh âm thanh. Thì ngoài một cái cấu hình mà anh cũng cân chỉnh ra thì đòi hỏi phải có đôi tai và thì mới cân chỉnh âm thanh, chứ âm thanh nó không đơn giản là chỉ cứ lắp vào chạy. Âm thanh ngày xưa thì các bác biết là mua về thì lắp vào lên tiếng là được, nhưng âm thanh ngày nay nó khác, tức là giống như con người ta ăn ngon mặc đẹp, bây giờ không phải ăn đây lo nữa, lo thì ai cũng lo rồi, nhưng mà nó phải hay, nó phải chi tiết, nó phải tập trung, nó phải là rõ nét nhưng không được là cứng. Thì đó là cái bài toán mà anh Nguyễn đã phải giải quyết và nghiên cứu rất nhiều. Đặc biệt cái dòng máy, em nói một câu chuyện về dòng máy nén, thì dòng máy nén có rất từ lâu đời, nhưng đến năm 2017 thì máy nén được tỏa sáng trên bầu trời âm nhạc Việt Nam. Thì ở đâu ra? Chính là trực tiếp kênh của anh Nguyễn làm, và mới đầu anh Nguyễn về mua máy nén về báo cáo các bác là chưa trình nổi đấy, mà có một clip anh Nguyễn đã mang về giới thiệu, nhưng anh Nguyễn đã tập trung và tìm tài liệu. Thì thực ra tài liệu viết về máy nén không có, chưa có ai có một cái. Thì đó, từ đó anh Nguyễn đã tập trung nghiên cứu sâu và dịch thuật những cái từ ngữ của tiếng Anh ra, từ đó hiểu về các cái thuật của máy nén, cho anh Nguyễn đã áp dụng thành công trong một hệ thống karaoke cũng như nghe nhạc. Một máy nén nó có một vị trí rất quan trọng trong việc mà nén nhạc cũng như là thời gian tái tạo lại nhạc. Đó từ năm 2017 thì chiếc máy nén bắt đầu được phát huy, cũng như một chiếc idol máy lưng tiếng được phát huy một cách rõ rệt và có thể đang nói là hot trên thị trường hiện nay. Thì trực tiếp do giám đốc Anh Nguyễn đang nghiên cứu và áp dụng thành công. Còn các bạn mà chưa phối hợp được máy nén idol lọc thì các bạn có thể là cần phải nghiên cứu nhiều để đặt tất cả các anh em thợ. Anh Nguyễn dám nói một câu như vậy, bởi vì là trước khi mà đưa một sản phẩm âm thanh ra thị trường thì mình phải hiểu rõ về nó, chắc của nó, thì khi mà tư vấn mới chuẩn, mà hay chỉnh mới phát huy được hiệu quả của nó trong quá trình thực hiện âm thanh. Thay mặt công ty, em xin cảm ơn tất cả các bác, các anh chị, các bạn đã tin tưởng yêu dùng sản phẩm từ công ty điện tử Anh Nguyễn và công ty Audio Anh Nguyễn, và cảm ơn tất cả các bác đăng ký theo dõi và comment kênh Anh Nguyễn. Còn tất cả những bạn nào mà không muốn xem kênh của Anh Nguyễn thì không nên bình luận những cái từ ngữ nó không hay, bởi vì là trước khi người ta đẩy một video lên thì phải có mất thời gian. Còn các bạn không thích nghe thì xin mời các bạn cũng không cần phải đăng ký của kênh của Anh Nguyễn, vì đôi khi các bạn đăng ký nói nhằng làm nhiễu kênh của Anh Nguyễn đấy. Anh Nguyễn chỉ nói một điều như vậy, và Anh Nguyễn cảm ơn tất cả các bác, các anh chị đã ủng hộ và đã góp ý để cho kênh của Anh Nguyễn càng ngày càng phát triển. Có cái gì các bác cứ đóng góp cho anh Nguyễn sẽ tiếp thu. Thực ra Anh Nguyễn rất hay xem những lời bình luận, những ý kiến phản hồi của các bác từ mọi miền của tổ quốc gửi về, và Anh Nguyễn sẽ cố gắng khắc phục những điểm yếu để phát triển kênh. Và trong quá trình cung cấp âm thanh thì không thể tránh được các lỗi sản phẩm, bởi vì là thực ra Anh Nguyễn không muốn thế, nhưng mà do kỹ thuật nhà xuất chứ không phải do Anh Nguyễn. Thì các bác cứ điện cho Anh Nguyễn và góp ý, và Anh Nguyễn sẽ tìm hướng giải quyết một cách ổn thỏa nhất giữa các bác tin tưởng dùng sản phẩm Anh Nguyễn cũng như công ty điện tử Anh Nguyễn. Em chào các bác nhé.